Bố chê con gái quá béo, cho tiền để con giảm cân. Giảm 30kg cho 10.000 yên, 1.700.000, con gái giảm hẳn 41kg. Nhân vật chính Nagisa của chúng ta là con gái thứ hai. Có thể tên đặt không đúng lắm, từ nhỏ cô ấy đã múp míp rồi. Mặc dù khẩu phần cả ba như nhau, nhưng chỉ mỗi Nagisa là béo lên. Chúng ta cùng xem lý do cô ấy béo thế nào. Người có liên quan đầu tiên là thầy giáo của Nagisa. Thầy rất ghét học sinh lãng phí thức ăn. Thầy vô cùng thích người sống chỉ vì ăn như Nagisa. Để thưởng cho cô ấy, thầy giao cho Nagisa phụ trách ăn hết thức ăn thừa. Người có liên quan thứ hai là bố cô. Bố rất thích nhìn Nagisa ăn uống. Bố thường đưa cô đi ăn thịt bò Donburi, nhìn con ăn uống trực tiếp, còn thưởng cho cô ấy nữa. Nagisa lại dùng số tiền đó ăn thêm một suất thịt bò Donburi. Trong sự giúp đỡ của thầy giáo và bố, khi lên cấp 2, cân nặng của Nagisa đã là 75kg. Khi ngồi nhìn như trái bóng chày. Về sau cô ấy tham gia câu lạc bộ thổi kèn, chọn chiếc to như cơ thể cô ấy. Thổi kèn to cần nạp nhiều năng lượng, dẫn đến cô ấy đói bụng nhanh. Cô ấy ăn tối như thường luồng. Người đầu tiên không hài lòng là mẹ. Mẹ bắt đầu nghiêm khắc với cách ăn của Nagisa. Cô ấy chỉ có thể trốn trong phòng ăn vặt, nhưng vẫn bị mẹ phát hiện và thu mất đồ ăn. Thế là Nagisa cũng nghĩ ra cách chống lại. Nhân lúc mẹ đi tắm, cô ấy vội vàng vào bếp làm món mì ý cho 5 người ăn. Sau đó cho thêm bơ và thịt xông khói. Phô mai thường và phô mai sợi cũng phải có đầy đủ. Sau đó cô ấy nhanh chóng ăn chúng. Nghe thấy tiếng tắt nước từ nhà tắm, lập tức phi tăng chứng cứ. Trong quá trình đấu tranh với mẹ, cân nặng của Nagisa khi lên cấp 3 là 85kg. Thời gian này ngày nào cô ấy cũng đang ăn bữa sáng với sốt bơ rắc bên trên, thêm cả thịt bò hầm, thêm phô mai, cho vào lò vi sóng. Sau đó ăn liền một mạch. Trên đường đến trường, cô ấy còn ăn thêm một nắm cơm to. Cô ấy có biệt danh là thiếu nữ phi phàm. Bữa trưa Nagisa nhanh chóng ăn cơm hộp mẹ làm, sau đó cầm cặp đến nhà vệ sinh, lấy ra 3 cái bánh mì croquette đã chuẩn bị, cho thêm sốt bơ. Nhìn cô ấy ăn ngon nghẻ như thế, lẽ nào ăn trong nhà vệ sinh ngon hơn bên ngoài. Buổi tối, đợi mẹ vào nhà tắm, cô ấy bắt đầu hành động. Lần này không chỉ có mì ý, là một bát mì lạnh to. Nhờ sự vận động không ngừng của cơ miệng, cô ấy đạt 91kg, béo đến nỗi ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội. Khi đến nhà bạn chơi, cô ấy ngồi gãy ghế. Đổi cái khác cũng thế, mẹ của bạn mời Nagisa ra ngoài, hai con ra ngoài chơi nhé. Khi đi vệ sinh, làm nứt bồn cầu, Nagisa trở thành kẻ phá hoại. Hôm nay xe buýt hết chỗ ngồi, Nagisa chỉ có thể đứng ăn cơm. Không ngờ xe lắc cô ấy ngã chật xương hông. Đây là lần đầu cô ấy trải nghiệm đau không cử động nổi. Bố lại trêu chọc, dù con cả đời không dậy nổi vì cân nặng bố không chăm sóc được đâu. Nếu trong năm nay giảm được 60kg, bố cho 10.000 yên. Lúc này Nagisa hiểu rõ, người khiến mình béo thế này là bố. Bây giờ cũng là bố chê cười mình. Càng nghĩ càng tức, thế nên cô ấy quyết tâm giảm cân. Từ đó cô ấy không ăn suất bơ nữa. Bữa sáng là rau xanh và đậu, bữa trưa cũng là cơm rau củ. Cô ấy ăn hết sau mới được ăn ức gà, coi như phần thưởng. Bữa tối là nước khoáng. Nagisa dùng tiền mừng tuổi mua một chiếc xe đạp cũ, mỗi ngày tập 2 tiếng. Sau một năm nỗ lực, từ 91kg thành 50kg, cô ấy thực hiện thành công ước hẹn với bố. Tuy bố không cam tâm, nhưng vẫn giữ lời hứa của mình.